là khi sâu mày được bao câu. Nói về nhạc thì tao gạt mày trong ba câu không sao đâu. Khi mà hôm nay tao đã trở lại lớp, cầm phấn dạy dỗ cho mày không bị mấy thằng ăn hại đớp. Tiếp học đầu tiên là một chút về lyric, chỉ phú cho mày khả năng viết ngày tàu lao ẩu tả rồi còn sai chi chính là Madic. Tao nói mày có hiểu chăng, kỹ năng một lay mày vứt đâu rồi vậy hả con chó thiểu năng ấy chết mẹ tao quên rồi bản cái chất mày đéo có. Đâm ra nhạc méo mó nhưng mà cứ thích dày xéo, nói đến khi bắt gặp là đéo có làm cho tức cười. Nếu so thành điểm 1000 thì mày chỉ đáng ở mức 10. Làm nhạc bỏ chữ chất cứ thích đúng cứ thích bút tìm ra man. What the fuck are you doing? Việc làm như ngày hôm nay cái công quyền lớn lắm đó, còn giờ mày biết trong khác được rồi bởi tao sẽ đặt lâm miền cấm chó. Yo, yo, this is MC LilCe, I'm a real motherfucking G, my new track. Back to the old school, hey ladies and gentlemen, let's check it, check it. Rap như là máu, vừa qua đang chảy trong cơ thể mày và nó khiến cho mày hấu. Từng là tự hát tự hào với mát là phát rapper lắp chóc, nhưng mấy thằng quát khi bị tao fuck bằng anh rap. Oh, cái kiểu nước mùa như mày mà đổi tới đỉnh không chắc đâu. Và đây là old school rap, là nơi không dành cho thứ như mày miệng có tầm xàm bá lát. Tao rap cho những đam mê, mày rap cho gây gú. Tao rap về anh em còn mày tìm fame để gây đúng. Tao rap về ngày mai, mày ôm mộng hiện tại. Tao rap cho một chữ riêng còn mày tìm cách đi ngược lại. Mà tao rap cho người nghe thì mày đi rap cho người nhìn, rồi mày âm nhục lời cười chế thì mày cách gì thứ buồn nhìn. Keep listening, my rap's in your ear and it is burning. What the hell, bitch? Mày thích rap theo thị trường à? Vậy mời mày đi chỗ khác để tao và mày đã kỹ đường. Ha. Mày đã kiểu